Đến chiều ngày 25 tháng 10, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy xưởng gỗ ở phường Linh Đông. Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại xưởng gỗ trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Phát hiện cháy, một số người dân đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do khu xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Theo người dân sống tại khu vực, thời điểm xảy ra cháy, khói đen cùng tàn tro bay khắp nơi kèm theo mùi hôi khó chịu. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa trong cháy lan. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Linh Đông cho biết, xưởng gỗ nói trên đang trong quá trình tháo dỡ di rời. Trưa nay công nhân đang hàn cát thì xảy ra sự cố. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê.